Giờ thì quả duyên dở gặp mọi người ha, dở gặp cái con đường nghệ sĩ cũng như là hướng hướng vào hoài đài quả táng á mọi người. Phía trong phía ngoài đây vẫn còn để cái bảng là stop hạn chế. Ủa bên đây cái gặp của đây có gặp hả? Dạ, hôm qua kéo lại. À, bên bên mộ của ông Ngộ có gắn cái gạp lại mọi người ơi. Và chút xíu nữa em sẽ cập nhật những cái video ngày hôm qua mọi người, gửi đến mọi người trong cái video này ha. Video ngày hôm qua thì em quay ở lúc mà ở trong quả viên á đang làm lễ, cũng như là những cái dòng xe, những chiếc xe đậu ở khu vực quả viên đó, với lại mà cái tấm hình cái video tại mộ cậu có bức tượng của cậu mọi người. Và hiện tại thì trời hôm nay không có nắng mọi người ơi. Được rồi. Bỏ đi bán rồi, sách vòng 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 vậy. Chút xíu nữa sẽ cập nhật cho mọi người xem cái video này tiếp theo ha. Rồi sao để anh em tháo gạp cho mọi người. Mọi người cũng xem những cái video ngày hôm qua em còn lưu giữ lại. Chút xíu em sẽ chèn vào cái video này để cho mọi người xem ha. Trong đó có bức tượng của cậu nữa. Và xung quanh là một hàng xe. Đó. Ở bên kia như đang dẫn ngựa cho ngựa ăn cỏ gì chứ. Và rồi thì chắc có lẽ em cũng xin tạm dừng cái video đây chút xíu mọi người ha. Chút xíu cập nhật tiếp cho mọi người xem. Và đây là quang cảnh của ngày hôm qua đây mọi người. Mời mọi người xem nha. Rất là nhiều xe luôn. Thank you.
chuẩn bị rút tượng không người. Đã nói rồi không tin. Chuẩn bị rút tượng nha mọi người. Rút tượng luôn rồi, hôm nay luôn, rút ngay bây giờ luôn. Rút tượng nha mọi người. Rút luôn à. Ai kiếp là đi chung quá hả? Buồn ha, buồn hay vui ha? Hết vui rồi. Mọi người cũng vừa xem cái video mà ngày hôm qua em cập nhật còn mọi người ha. Nó kỷ niệm tại vì tượng con năm đã đưa về dưới nhà rồi. Cũng như là hôm qua thì mọi người thấy một vòng mà em quay phía ngoài cho mọi người xem cái lượng xe với lượng người rất là nhiều. Thì tượng con năm thì ngày hôm qua để sáng tới chiều mọi người. Chưa tới 4 giờ mới 3 rưỡi là đã di chuyển về nhà số 5 nội điểm. Đó cũng là kỷ niệm mà em cũng muốn gửi đến mọi người xem. Và chắc có lẽ thì video của em cũng xin kết thúc mọi người ha. Mọi người xem cho em xin một like, một chia sẻ. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hẹn gặp lại mọi người vào video sau nha. Chúc mọi người một ngày mới nhiều sức khỏe, may mắn, bình an. Cũng sắp tới lễ rồi, lễ 2/9 rồi mọi người ha. Bye bye mọi người.